Thôi, em xin chào đến tất cả các bác nhé. Hôm nay qua đây em giới thiệu các bác một số tác phẩm trong vườn. Cây đầu tiên là một cây trứng gà. Cái này thì bây giờ thật sự các bác là một cái cây rất là đại thụ. Em làm tay cành cũng cân đối hết rồi. Bây giờ thì nó đang ra hoa rất là sai. Đấy. Cây thì đã trồng rất là lâu năm rồi. Khai thác về được cái là đến giờ thì cái dàn cành nào cũng cân đối hết mà rất là nhiều quả luôn. Lúc này đang ra hoa đậu quả. Để máy quay chi tiết cho các bác xem những cái chùm hoa này. Dọc ra hầu như cái cành nào cũng ra sai. Những cái dòng trứng gà thì là một cái dòng cây rất là khỏe, sống mãnh liệt mà nó bền, mà quả các thứ nó giữ được, không bị sâu bệnh. Đấy. Dòng khi mà quả nếu cái quả dài ấy thì là cái lá của nó dài theo như thế này. Dòng này là lá nhỏ rất là đẹp, không như quả tròn. Đấy. Thân cành các thứ nào cũng chung là nó cũng khó làm đấy, nhưng mà khi mình đưa tay cành vào phải lựa để nó cân đối. Các bác mà nó cứng quá mà lựa ấn mạnh là nó hay gãy. Đấy. Tay cành này em làm đến giờ là cũng ấm hết rồi. Qua đây thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác. Cây to và lùn nực đấy, để không gian các thứ các bác trang trí nhà rất là đẹp. Thứ nhất là cây này được quả này. Thứ hai là cái chất lá của lúc nào cũng xanh đẹp mà cây nó tuổi thọ cao. Những cái cây như thế này thì nói các bác là rất là nhiều năm rồi, quá cổ thụ rồi, mà cây được cái là phần thân gốc bạ các thứ là rất là to, nhưng một cây đại thụ thu nhỏ. Đấy. Quá quý luôn đấy. Hôm nay cũng thôi cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác cây trứng gà, cũng là một cái cây quê hương. Chơi hầu như người ai cũng thế, có sân vườn cũng trồng một cây bé đến tuổi đời. Đây này có những cái không gian người ta cũng không có chỗ để, nó hẹp, xây nhà người ta bán. Nhưng mà cây này trước nó ở trên một cái bồn nên nó được cái già cây rất là cổ thụ. Qua đây giờ đo kích thước báo giá các bác cây này nhé. Này là một vanh là 1m65 này. Vanh bệ 1m65. Đấy, cây tổng độ tán ra đây. Tổng độ tán đây là 2m68. Đấy. Chiều dài là 2m68, rộng đấy, cây rất là to, cái chậu nó cũng to này. Và tổng độ tán bên này chiều ngang của nó 2,5 m này. Chiều cao của cây này đấy, chiều cao của cây này là 1,86 m. 1,86 m, rất là lùn nực và cây rất là cổ thụ. Qua đây thì cũng xin chia sẻ để cho các bác cây này là 88 triệu bao ship cho các bác nhé. Cây trứng gà ăn quả mà rất là cổ thụ, đại thụ đấy. Miền Nam miền Bắc là em vận chuyển cho các bác nhé. Là một cây rất là to lùn nực đấy. Rất hiếm một cây như này, đại thụ như này, các bác để trang trí rất là đẹp. Giá là 88 triệu nhé. Rồi em tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây si đốm Đài Loan. Cây đã được cây đấy, gọi là ba thân đấy. Như những cái thân lùn nực, cây cao cây thấp, như là một cây phúc lộc thọ. Nó lại liền cây, cây đã được lâu trên chậu. Cây si Đài Loan mà si đốm này rất thích cái chất lá nó bé mà quả rất là dày. Rất là sai trái đấy. Đầu tiên thì nó xanh, nó chuyển vàng, bắt đầu nó chuyển tím, hồng hồng, xong bắt đầu nó mới tím.
Đấy, như cái quả này là hồng hồng mà cứ vẫn cắt vẫn đẩy bình thường. Đấy, ra những cái đầu trũn hết quả ra, rất là thích. Cây si mà thứ nhất là răm dày đẹp, chất da thì đốm. Đó là một cây si gọi là da báo của Đài Loan. Ngày xưa thì là nhập theo theo như là cả một công ấy sang Việt Nam. Đã. Đến giờ những cái cây mà tồn lại những cái cây như này là nó rất là lâu rồi. Mà được cả một cái cây mà nó liền bệ như này rất là hiếm. Ba cây nó đẹp. Xếp sáp để cho thành tàn bông các bác biết rằng đấy. Rất là đẹp. Giờ nó cứ ra lộc cả ra quả. Các bác chơi mà trang trí mà những ai mà chơi hàng bê tay chơi trên sân thượng rất là đẹp. Qua đây cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác cái cây mà nghệ thuật như thế này mà lại chơi được quả nữa. Cái cây qua đây cũng xin chia sẻ các bác nhé. Đó kích thước này, quay vòng quanh các bác biết này. Cái này 1m35. Đó vanh vòng quanh. Thân. Đấy, còn cái tổng tàn ra đây thì là một 1m22. Đấy, 1m22. Đấy, tàn dài 1m22, còn chiều cao của cây này là cực lùn luôn, 50 phân. Đấy, các bác được xem qua rồi. Đây là cũng qua thời gian nhưng qua nó mưa đấy, còn không thì nó cũng già trắng ra. Đấy, nó đốm lên. Rất là đẹp. Các bác mà chơi dòng này rồi biết rồi thì rất là thích chơi. Ai cũng thích chơi. Nó cũng hiếm những cái cây to cũng rất là nhiều tiền. Qua đây cũng xin chia sẻ các bác nhé, để các bác này 9 triệu rưỡi bao ship cho các bác. Đấy. Và các bác thích thì để khay này hai là cho xem một cái khay nữa chơi nó đẹp. Nó là một cây sai trái. Rồi. Tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, qua đây thì tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây xanh Nam Điền. Có độ cây cũng gọi là cây bình an. Đấy, cây thì thực sự là một cái chân bệ rất là đẹp mà độ độ xị. Cây nó là một cây Nam Điền ra voi cũng lâu rồi. Càng chơi càng xị. Đấy. Ông bác này nó cứ chảy ra, ve những ngày xưa nó cũng tẹt lại. Bìu thôi. Đấy. Thầy thích dáng phiêu như một cây đấy, những cái bìu này đấy, da ăn đâu nó xị. Cái dòng này nó da dày mà nó có điểm da là nó xị lên như kiểu lu hóa đấy, những cái tay cốt một em làm nó vẫn xếp cái cành cao cành thấp và nó đổ cái cành rất là gấp xuống này, nó mấy nét cắt giật nâu gấp đây. Cái này thì sau làm rất là phiêu ra nữa. Tổng tàn các bác nhìn này. Đấy, cũng cành thứ hai điểm lên và bay ra. Đấy, và phúc rất là lùn nực nhé. Những cái cây mà dáng phiêu nghệ thuật này các bác chơi thì không thể chán được. À, chơi rất là giá trị. Cây thì cũng là xanh nhưng cũng nhiều cây. Có cây thì kiểu này kiểu kia nhưng mình chọn những cái dáng cây và phôi cây nó đẹp thì nó giá trị. Đấy, qua đây thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác cây này nhé. Chơi chơi thì các bác đây là 1m05 này. Đấy, thân thinh xị xị đo là 1m05. Tổng độ tàn cái này thì nó cũng là một cây phiêu, làm ra đây là 90 này. Chiều cao cái này là 75 này. Đấy, qua đây thì cũng xin chia sẻ để cho các bác cái Nam Điền này là 25 triệu. Để các bác về chơi này, cốt rất đẹp, giá trị nó cao, chơi càng giá trị. Đấy. Cây xanh Nam Điền, dáng bình an, rất đẹp. Còn nó có một cái kiểu cây điểm lưu. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, xin chia sẻ các bác một cây si búp hồng nhé. Một cây si búp hồng cũng rất là nhiều quả luôn. Dòng si búp hồng này là một cái dòng si cổ từ ngày xưa.
Cái này thì cũng mua lại của một bác chơi cũng rất là nhiều năm rồi. Ngày xưa bác trồng trên cái chậu, ôm nguyên cái chậu. Đấy. Cây nó là một cây trực lão rất là hay. Cái này thì cũng bác chơi là mấy chục năm rồi trên cái chậu. Mà si búp hồng này là si cổ ngày xưa thì được cái là dòng lá nó ra rất là hồng và lá tròn, dày lá, mỡ lá. Đây quả nó vẫn còn này. Đấy. Quá biết rằng là những cái cây si cổ thì đặc biệt là nó do từng giống cây một, cũng có cây thì kiểu này có cây kiểu kia. Đấy. Chất lá và chất da. Những cái si cổ này thì được cái là những cái dòng si búp hồng này là si da voi, đấy, da dày và có điểm lu, nhiều cái độ già của nó càng chơi thì nó càng xị ra. Rất thích chơi về cái hàng si thì thích là tìm hiểu về nó thì nó là một cái dòng chơi rất là cũng bền cây và nó là một cây rất là cổ thụ. Đấy, dăm lá chơi rất là đẹp, khi ép rồi lá rất là bé đẹp, chơi rất hay. Đấy, qua đây cũng xin chia sẻ các bác, quay cả hai mặt cho các bác nhé, đo kích thước báo giá các bác cây si cổ này. Qua đây thì đây là 1,48 m này. Cái này ngày xưa ôm một cái chậu men, bây giờ vẫn còn dính chậu men trong này. Cây giáng não rất là nghệ thuật, có duyên. Cái này thì chiều tàn là được 92. Cây em cũng vừa làm vừa xếp bông tản vân rất là đẹp, lùn nực. Cây chiều cao là 85. Đấy. Từ cả hai mặt đều đẹp, dáng rất là thích thích. Ông bác nếu mà chơi một cây phiêu phiêu là hay. Cái này để cho các bác là 35 triệu bao ship cho các bác nhé. Cái này về phần chật nên rất là đẹp. Cây cổ kính, thời gian rất là lâu. Rồi em tiếp theo sang một cây nữa. Quá đẹp. Đấy, thì sự là Tao gỗ năm nay, năm ngoái 900, năm nay 96. 96 Không tuổi. Thấy cụ đi qua cụ thì cứ đứng cụ ngắm cái cây, con bảo ừ phải đấy ăn thì con nói cụ là như một cái cây này thì thực sự là con cũng gì nữa. Quá mới cắt tỉa qua thôi nhưng mà cụ lại cứ thế ngắm đấy. đẹp. Đấy, cây này ngắm ta ngắm là đúng. Cây này Cụ năm nay là bao nhiêu rồi? năm ngoái 95, chín năm sáu nay 96, chín 97 sáu rồi. đấy đấy cũng xin chia 97 sẻ tuổi đến tất đâu cả rồi, các còn bác có cây là không biểu cụ gì. cũng rất là nhiều tuổi Nhất là mà nhiều cụ tuổi mà nhất là cũng hay muốn đi mộ, cây năm nào qua muốn mộ lắm nhưng mà chỉ mỗi tội không có. Mà là vâng nói thật mấy các thế cháu bảo như thế. chúng con cũng Đây thế thôi, nhất ngày dễ xưa thì dàng, cũng nhất tính nết. vâng đấy, cụ thích cây mà đấy, một cái cây xanh năm điền. Đấy, cụ xin chia sẻ đến tất cả các bác là cây này thì cũng xếp bông là cũng rất là phiêu nhá. Đấy, đấy con đang xếp nhìn những cái bạt ra đấy, từng bông bông một. Đấy, một cây nam điền mà cây đã là một cây cắt cút rất là đẹp, mà điểm lu của cây đấy, cây này là nguyên bản nhá, tại vì ngày xưa nó ra đây mình khấu lại để gấp lại đấy, nguyên bản chứ không cắt ghép những cái này nhá, cái này là mình sửa thôi, còn đây các bác nhìn lại bên này. Đấy, đây nó cùng nhau cả một khối cây thôi, liền lạc đây ra. Đấy, gấp cái kia lại, đấy, nguyên bản. Còn cái này thì là tạo thêm một cái nu nữa, khác. Còn cái phần nguyên bản của cái kia là nguyên bản. Đấy, rất là già cây. Cắt qua, sơ qua cho các bác xem thì nó là một cái cây rất là kỹ. Và qua đây thì cụ cũng đi qua đường, cụ nhìn thấy một cái cây mà thấy lùn Quá nực đẹp, cũng lùn vào đâu. xem. Cụ năm nay chín mươi mấy tuổi, cụ phát biểu là đẹp phải không? Cây này quá đẹp mà Và thế là con cũng kể là cho một cái nhà mình cây biết là chúng ta chụp cho bộ ảnh nhất vâng không đúng được. đấy. Thế cụ đứng gần đây đi để con đo qua kích thước đấy, chụp một kiểu ảnh cho cụ cũng là một cái fan hâm mộ những cây thực sự Nam Điền lùn nực như thế này. Đấy. Vành cây này là 1,25 m. Tao năm ngoái 95
1m25 tàn ở đây là 98 phân. Chiều cao cây này là 55, rất là lùn lực. Đấy, cây này thì cũng để cho các bác là 85 triệu bao ship cho các bác nhé. Một cây làm điền rất là lùn lực. Đấy, bà đứng gần đây. Đấy, bà cũng là một fan hai ấy. Ấm một cái tác phẩm đẹp. Cảm ơn đến tất cả các bác. Đấy, con bà chào. Đấy. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.